Rồi chào mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu bàn thờ thần tài thổ địa. Và cái mẫu này là ngang nó tới 70 nha mọi người. Và hai mẫu này ngang 70, và mọi người để ý á, hai mẫu này giá nó sẽ chênh lệch nhau là 500.000. Bởi vì cái mẫu cột này kích thước nó y hệt nhau nha mọi người. Kích thước y hệt nhau là ngang là 68, sâu là 58 và cao là 1m13. Nhưng mà cái loại này là cột 8 này. Đó. Cái này loại này là cột 10. Đấy, hai loại này nó khác cột nhau thôi là nó đã chênh lệch nhau 500.000 rồi. Thì cái mẫu mà cột 8 này ấy là ngang 68 này thì giá của nó là 4.300.000. Còn cái mẫu này đó, ngang 68 là 4.800.000. Và đây xin quay cho mọi người coi. Đó, cái loại này đó, nó có một cái mâm cúng kéo ra như thế này. Mâm cúng này một tấm, đó một tấm liền. Đó, mọi người có thể cúng đồ rồi nọ. Và đó, sâu 58, chất liệu là gỗ gõ đỏ toàn bộ, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te. Đây, bình thường Mộc vẫn hay gọi là 70, nhưng mà nếu mà đúng theo cái số của nó ấy, đây nó chỉ có 68 thôi. Đây cho mọi người coi này. Mộc hay gọi chẵn ấy để cho mọi người dễ ấy, nhưng mà nó 68 thôi. Đó, nó đều vô số hết nha mọi người. 68 này, nó đều vô số đỏ hết. Và ở giữa này nó có cái bảng chạm rồng phúc lộc thọ, hai bên hai con rồng mãi ngói. Ở giữa này là nó có hai cái bóng đèn nhỏ, và ở bên trong này mọi người thấy là bên trong này sẽ có một cái bóng đèn tiếp nha. Đó, bởi vì Mộc để bên ngoài sáng thì chưa thấy, nhưng mà nếu mà mọi người để vô lúc mà tối mọi người sử dụng ấy, thì nó chiếu đèn xuống nó sẽ sáng lên thì nó rất là đẹp. Và trên này là lớp mái ngói. Ở mái ngói các góc này là 8 góc, có 8 con rồng. Ở trên này có 2 con rồng nữa. Đó. Chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te nha. Và cái vát ở đằng sau này mọi người này, đây cho mọi người coi. Cái vát ở đằng sau này cũng là một tấm gỗ đỏ liền nha. Vát ở đằng sau là tấm gỗ đỏ liền luôn. Cho mọi người coi. Và nó chỉ có 4.300.000. Mọi người để ý cái loại cột 8 này mà 60 của Mộc ấy, là Mộc chỉ bán có 3.100.000 à. Mà sao mà cái 70 này nó lại lên là tới cả 4.300.000, nó lên cả 1.200.000 lận. Bởi vì cái 68 ấy, cái 60 ấy của nó ấy, thì cái cột này nó thấp, này nó tới đây thôi. Cái chiều cao của nó là có 98 thôi, tới đây thôi. Nhưng mà cái loại này nó cột nó cao hơn tất cả các phần này, mình làm phải mình kiếm gỗ lớn hơn mình làm, nó cao lên tới 1m13. Đó, nên cái giá nó lên nó nhiều hơn là vì vậy. Đó, chạm sen, chân chạm đục máu. Đó, bọc sơn xịt rất là sạch nha. Chạm bứt phát đằng sau cũng đều sơn lót cho mọi người luôn, chứ không phải là không sơn nha. Đó. Kích thước của cái bàn thờ này nó sẽ là ngang 68, sâu 58 và cao là 1m13. Và giá của cái bàn thờ này là 4.300.000. Đó. Không bao gồm ông thần tài thổ địa đâu nhé mọi người nhé. Bộ ông thần tài thổ địa này là gỗ cẩm lai nhé mọi người. Mộc để vô một trưng cho mọi người thấy đẹp thôi. Chứ nếu mà mọi người xài gỗ thì màu gõ thì mọi người để gỗ cẩm nó cũng hợp. Không thôi mọi người để bằng sứ á, đó thì nó cũng đẹp hơn, bởi vì nó nổi màu lên ấy, nó đối nhau á. Còn nhiều khi mọi người cũng để cái tượng mà ông thần tài thổ địa mà gỗ gõ đỏ ấy, thì nó lại chìm. Đó, nên nhiều khi mình có mắt thẩm mỹ một chút là mình để sẽ đẹp hơn. Còn cái này là bàn thờ thần tài thổ địa mẫu cột 10, ngang 68, sâu 58 và cao 1m13 luôn. Cũng y hệt như vậy, nó chỉ khác là hai cái cột này nó bự hơn thôi. Đó, cột 8 với cột 10 thôi. Đấy là chênh lệch 500.000 rồi. Đó, cột 8, cột 10. 10 phân là 10 phân đủ, xong Mộc chạm đi nhé. Đó. Đục vờ rồng, cái này thì đục bằng máy thôi, nhưng mà mình chè quạt lại bằng tay nên nó cũng rất là đẹp. Đó, giá 4.800.000. Chạm phúc lộc thọ, xong hai con rồng rồi nọ giống y hệt luôn. Nó mâm cùng kéo ra. Đó, hai bức vát. Chạm lẻ tay. Chân đục móng sâu rồi, mọi người thấy cái nét chân này. Chân đục đẹp nha.
chứ không phải là chân đục gì sâu 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 nhé, bước vắt chẹm rồng. Nói chung một cái mẫu bàn thờ thần tài như thế này bạn sử dụng này 50-60 trăm thoải mái, không sợ bị mối mọt, bảo hành 5 năm mối mọt nha mọi người. Đó. Có mối mọt lại đổi mới cho mọi người luôn, bởi vì Mộc thấy là cái mấy cái mẫu bàn thờ thần tài thổ địa này ở tỉnh bán khá là mắc. Như Mộc nói là cái bàn thờ thần tài thổ địa hôm bữa Mộc đi hỏi giá đi, một cái bàn thờ gỗ xoan đèo thôi mày bán tới 3 triệu mấy rồi, mà một cái gỗ xoan đèo của Mộc bán chỉ có 1 triệu 2, 1 triệu 3 thôi. Nghĩa là giá ở tỉnh nó thường thường sẽ gấp đôi khoảng giá của Mộc bán luôn đấy mọi người. Đó. Bởi vì mấy mẫu này thì ở tất nhiên là bên Mộc là khu làng nghề sản xuất á, nên cái giá của nó rất là rẻ, và nữa hàng nó cũng đa dạng mẫu nữa, mọi người coi mọi người thích gỗ nào có gỗ đó, mẫu nào có mẫu đó. Đó nên mọi người có thể đặt theo yêu cầu rồi nó vẫn được, bên nhà Mộc sẽ làm cho mọi người. Tất nhiên là giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểm hàng xong Mộc sẽ nhận thanh toán, còn hàng hóa không đúng bạn có thể gửi trả lại cho Mộc được thoải mái nha. Đó và xin này cho mọi người coi hàng cả. Mẫu bàn thờ thần tài thổ địa ngang 68, sâu 58 và cao 1m13, cột 8 giá là 4 triệu 3, cột 10 giá là 4 triệu 8, miễn phí với ship tận nhà mọi người 40 cây, còn nếu mà xe hơn thì sẽ tính thêm 100-200 mọi người thôi. Đó, rồi vậy nha mọi người nha, chào mọi người và xin báo kích thước lại cho mọi người nha. Lúc ấy tại vì Mộc nói cái chiều cao là 1m13 là Mộc nói xa nha, bởi vì cái bàn thờ này của nó là ngang là 68, sâu là 58 và cao là 1m14. Đây cho mọi người coi nha. Đấy, lúc ấy Mộc đo thì nó đo nó hơi bị lật chút là 68 này. Đấy. Sâu nếu mọi người đo như vậy. Đó, đây 58 à. Và cao là cao 1m14 nha mọi người, 14,5 ấy, chính xác là cao 1m14,5. Tại vì cái đo cái mái ngói này nó không có bằng ấy mọi người nên nó hơi khó đo, nên lúc ấy Mộc đo nó hơi bị lật một chút. Đó. Nó khoảng 1m14, 14,5. Đó, tất cả thì đều là vô số đỏ phong thủy hết nha mọi người nha. Rồi. Rồi chào mọi người nha.